Xin chào, lại là Trường và Mark One đây. Sau khi sở hữu cho mình một chiếc MacBook thì điều đầu tiên trong suy nghĩ của mọi người đó là liệu chúng ta có cần những cái phụ kiện để bảo vệ cho máy hay không? Ví dụ như là ốp này, như là dán màn hình này, dán máy này hay là phủ phím. Những cái phụ kiện này thì có rất nhiều trên thị trường và mọi người có thể tìm được ở mọi nơi. Cùng mình bắt đầu vào video này để tìm hiểu nha. Let's go. Quay trở lại video. Việc có nên sử dụng những cái phụ kiện cho MacBook hay không? Câu trả lời rất đơn giản, đó là tùy thuộc vào cái cách sử dụng của mọi người. Nghe thì rất ba phải đúng không? Nghe kiểu, uầy, thế thì xem video này làm gì nữa? Nhưng không. Cái này chúng ta nên xem cái cách sử dụng các cái đồ dùng khác của chúng ta như thế nào. Ví dụ như bạn dùng một chiếc iPhone, bạn dùng không cần ốp, không cần dán màn hình. Thì đối với MacBook, tại sao mình phải cần đến các phụ kiện đó? Như vậy, chứng tỏ bạn đã là một người thích sử dụng những cái gì mà nó đơn giản nhất này. Những cái gì mà nhà sản xuất mang đến cho chúng ta trải nghiệm cách thoải mái nhất, không quan tâm đến việc là mai sau nó có hao mòn hay không, mình cứ trải nghiệm sướng là được đã, đúng không? Đó là một số các đối tượng như thế, và mình chấp nhận, mình hoàn toàn đồng ý với cái việc đó. Còn đối với những người khác, họ coi cái sản phẩm MacBook này nó như là một người bạn của mình, họ coi đó là một cái sản phẩm cực kỳ giá trị mà họ phải tích góp rất lâu mới có, hoặc là chỉ đơn giản là họ muốn cho một chiếc máy có thể mới nhất có thể, thì họ sẽ lựa chọn những cái sản phẩm như thế, những sản phẩm bảo vệ cho máy. Cái đó là điều hoàn toàn đương nhiên. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu mua những cái phụ kiện như thế này để làm gì. Ví dụ như là ốp nhé, ốp sẽ giúp chúng ta bảo vệ trong cái việc mà va đụng này. Những cái lúc mà chúng ta lỡ chẳng may mà cần phải vác máy đi vừa làm, xong rồi cụm vào tường, cụm vào bàn hay là lỡ làm rơi chẳng hạn, thì những chiếc ốp bảo vệ cho MacBook của chúng ta nó lại phát huy cái công dụng, đó là làm cho tránh bị cháy xước, tránh bị cấn móp quá nặng cho máy. Như mình đang có một chiếc máy ở đây. Đây chỉ là một sản phẩm demo thôi, nhưng mà mọi người có thể nhìn ở đây nhé. Cái phần này nó bị móp đến mức mà nó còn lệch cả cái bản lề lên như thế này. Thì mọi người hiểu là chiếc máy này ngày trước nó có dùng ốp hay không đấy. Và câu trả lời là không. Không dùng ốp vào chiếc máy khiến cho có thể có khả năng là mọi người sẽ làm rơi, va chạm và làm cho chiếc máy nó bị xấu đi rất là nhiều. Cùng với đó nó có thể ảnh hưởng đến cả các linh kiện bên trong nữa, khi mà trực tiếp va chạm máy xuống các cái bề mặt cứng khác. Vậy là mọi người thấy cái sự quan trọng của ốp cho MacBook đúng không? Chưa hẳn đâu nhá. Đối với mình ý, theo quan điểm cá nhân, ốp đúng là rất là quan trọng, nhưng nó lại không phải là cái mà mình lựa chọn để bảo vệ cho MacBook, mà cái mà mình quan tâm nó lại là túi chống sốc. Túi chống sốc nó sẽ giúp chúng ta bảo vệ máy khi mà di chuyển. Chúng ta sẽ bỏ máy vào trong túi và nó có các cái lớp bảo vệ bên trong rất là dày, kẻ có rơi hay là lỡ may mà bị cụm cái góc này vào bề mặt cứng thì nó sẽ không bị móp như thế này đâu, mà nó sẽ bảo vệ rất an toàn và cực kỳ êm ái. Còn đối với ốp thì sao? Ốp nó chỉ bảo vệ cho chúng ta cái việc là nó đỡ bị móp đi thôi. Nó chỉ đỡ thôi nhá, đỡ rất là ít, bởi vì nó cũng là một cái vật khá cứng. Nếu mà mọi người lắp nó vào mà rơi xuống, máy mà rơi xuống, nó có đụng vào đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ ảnh hưởng đến máy khá nhiều, chứ nó cũng không đỡ đi nhiều như mọi người tưởng tượng đâu. Vậy nên đầu tư cho một cái túi chống sốc sẽ là một cái sự hợp lý hơn là việc đầu tư cho một chiếc ốp. Một điểm nữa khi mà dùng ốp đó là chúng ta sẽ khó mà nhìn được cái màu thật của máy. Những cái dòng ốp hiện tại ở trên thị trường ấy, gần như là nó sẽ làm các cái màu khác đi so với màu máy. Thậm chí là nếu mà nó có cùng màu với màu máy thì nó lệch tông rất là nhiều. Từ đó chúng ta sẽ không thể cảm nhận được cái vẻ đẹp thật sự của chiếc máy, mà chúng ta chỉ nhìn được nó qua cái kê tay này, qua cái trackpad này, chỉ vậy thôi. Trên thị trường thì có rất nhiều các loại dán máy, từ giá rất là thấp chỉ mấy chục nghìn thôi đến những loại giá cao đến 600-700 nghìn, thì chúng ta nên ưu tiên loại nào? Cứ càng rẻ thì càng mua không được đâu. Cái dán máy này tất nhiên có ưu điểm thì sẽ có nhược điểm. Nhược điểm của dán máy đó là keo có thể đọng lại sau một thời gian dài, và khi mà chúng ta bóc ra nó rất là khó, có thể bám lại keo rất là nhiều, khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu trong mỗi lần mà chúng ta bóc cành cái dán này ra. Và một cái nhược điểm thứ hai đó là ví dụ như những chiếc MacBook Air này chẳng hạn, nó không qua tản nhiệt. Thì khi mà chúng ta dán máy vào rồi nó tản nhiệt thế nào, đúng không? Đó là một lý do mà tại sao chúng ta nên chọn những cái miếng dán tốt, như là ví dụ của GRC này hay của InnoStyle. Những cái hãng làm phụ kiện cho MacBook rất là nổi tiếng, rất là uy tín như vậy rồi. Cái chất lượng keo của họ sẽ có cả tản nhiệt, sẽ có cả những cái loại keo tốt nhất cho mọi người, để khi mà chúng ta bóc ra nó sẽ không bị bám quá nhiều keo, và vệ sinh đi nó cũng dễ hơn nhiều so với những loại keo giá rẻ. Cái phụ kiện tiếp theo mọi người rất hay quan tâm đó là phủ phím. Nhưng đây là cái phụ kiện mà mình ghét nhất trong tất cả các phụ kiện của MacBook. Phụ kiện này nó sẽ bảo vệ chúng ta không bị chóc sơn, không bị chảy chữ sau một thời gian sử dụng rất là dài. Khi mà chúng ta gõ phím nhiều ấy, thì chắc chắn là lớp sơn ở trên này nó sẽ bị chóc đi tương đối, hoặc là sẽ bị bóng cái phím lên. Hoặc là cái phủ phím này nó sẽ giúp chúng ta không bị lọt bụi vào bên trong bàn phím, không bị có cái hiện tượng kẹt phím. Nhưng đổi lại nó lại có rất nhiều nhược điểm. Cái điều đầu tiên đó là cảm giác gõ.
Những người mà đã sử dụng những chiếc MacBook thời 2017, 2018, 2019 sử dụng cái bàn phím cánh bướm, nó rất là nông rồi, gõ đã khó chịu rồi, lại còn có thêm phủ phím ở bên trên nữa thì thôi, mình cũng không hiểu là mọi người gõ cái bàn phím nó kiểu gì nữa. Vậy nên cái việc sử dụng cái phủ phím ở trên MacBook thật sự là nó cũng không quá là cần thiết. Bây giờ thời điểm này, nếu mà mọi người sử dụng máy thì có thể là vẫn có bàn phím cánh bướm, nhưng mà thà chúng ta chấp nhận là gõ nó khó chịu ở một chút thôi ở trên cái bàn phím thôi, còn hơn là việc đã khó chịu lại còn có thêm một cái lớp nữa, nó làm cho cản trở cái việc gõ của chúng ta, nó chỉ bảo vệ được cho chúng ta cái vẻ đẹp nhưng mà làm cho cái công năng sử dụng nó thấp đi, hiệu quả công việc cũng thấp đi, thì tại sao chúng ta lại lựa chọn nó, đúng không? Và một nhược điểm thứ hai ở trên cái phủ phím này đó là nó sẽ làm cho ảnh hưởng đến chiếc máy khá là nhiều đấy, thấy không? Một cái phụ kiện thôi mà nó ảnh hưởng đến máy rất nhiều thứ, từ việc bàn phím nhé. Đến cái tiếp theo đó là MacBook, khi mà sản xuất ra nó đã là nguyên khối và nó sẽ làm cho khít nhất có thể. Việc chúng ta đóng một cái MacBook vào như thế này nó đã rất khít rồi mà chúng ta lại có thêm lớp phủ phím ở giữa nữa, thành ra nó sẽ có một cái lực tì tương đối lên mặt màn hình, từ đó có thể dẫn đến hỏng màn hình hay là các cái ảnh hưởng khác như là chết điểm ảnh ở trên màn hình chẳng hạn. Như vậy thì phụ kiện phủ phím này nó có thật sự là hữu ích hay không? Câu trả lời là có, nhưng cái điểm hại của nó mang đến rất nhiều và mọi người nên thật sự cân nhắc với phụ kiện này, nhưng theo mình thì là không nên. Và phụ kiện cuối cùng mình muốn nói đến trong video này, đây là một phụ kiện mình nghĩ là nên và phải có cho MacBook, đó là dán màn hình. Dán màn hình mọi người đã nghe rất nhiều, đó là nó sẽ làm ảnh hưởng đến màu sắc của máy, tức là chúng ta nhìn sẽ không được chân thực đúng với cả cái màu nguyên bản của màn hình. Hoặc chúng ta nghe đó là dán màn hình sẽ bị lóa rất là nhiều ở trên màn hình, đúng không? Chiếc máy này mình đã dán màn hình rồi và ở trong cái môi trường studio như thế này với hai cái đèn ở xung quanh đây chiếu vào cái màn hình ở đây mà nó còn không lóa, thì mọi người nghĩ sao mà dùng ở trong một cái môi trường bình thường mà nó lóa được cái màn hình này? Trừ khi mọi người mang nó ra bên ngoài để làm việc, ví dụ như ở ngoài trời ánh sáng cao ấy, nó vẫn sẽ có lóa nhưng không bị nhiều đến cái mức mọi người không nhìn thấy gì ở trên màn hình cả. Nên là không phải lo lắng về cái việc là dán màn hình nó bị lóa đâu, nó lóa bởi vì những cái chất lượng dán màn hình của những loại giá rẻ nó làm ảnh hưởng đến cái uy tín của những cái miếng dán màn hình chất lượng tốt. Vậy nên dán màn hình vẫn là một cái sự lựa chọn tốt cho mọi người nhé. Và cái điểm tiếp theo mọi người lăn tăn khi mà dán màn hình đó là nó bị sai màu, cũng giống như là cái yếu tố trước thôi. Yếu tố này, mọi người dán cái miếng dán giá rẻ thì đương nhiên là nó sai màu là đúng rồi, bởi vì chất lượng làm miếng dán nó không tốt thì làm sao mà nó đúng màu được. Còn nếu mà những cái bộ dán đã uy tín như là InnoStyle chẳng hạn, rất nhiều khách ở Mac One đã dán cái màn hình của hãng đó và nó không hề ảnh hưởng gì đến việc sai màu cả. Ngay cả việc bây giờ mình bóc cái miếng dán này ra nó cũng vẫn sẽ như thế này thôi, nên mọi người không phải lo lắng gì nhiều về cái việc đã dán miếng dán chất lượng mà nó vẫn còn bị sai màu, không có đâu nhá. Nói đi thì cũng phải nói lại, dán màn hình vẫn có nhược điểm. Nhược điểm của nó là chúng ta phải thay thế miếng dán màn hình định kỳ khoảng từ 9 tháng đến 1 năm thì nên thay một cái miếng dán một lần. Bởi vì sao? Bởi vì dán màn hình sẽ càng, cái keo của nó càng ngày sẽ càng chắc vào màn hình, nó sẽ bám rất là chắc. Vì thế nếu chúng ta có cái nhu cầu là bóc cái miếng dán này ra sau quá trình sử dụng rất là dài, nó sẽ gây ra một cái hiện tượng đó là làm mất lớp chống lóa hoặc có thể là sẽ gây ảnh hưởng đến màn hình. Bởi vì màn hình là một thứ rất là nhạy cảm nên là mọi người nên thay định kỳ cho cái miếng dán MacBook của chúng ta nhé. Ok, vừa rồi là những chia sẻ của mình về việc có hay không những chiếc phụ kiện bảo vệ cho MacBook. Ngoài ra có rất nhiều các cái phụ kiện khác mà mình không nói đến, ví dụ như là cái nút để bảo vệ cho các cái cổng cắm này của chúng ta, là các phụ kiện khác, nhưng các phụ kiện này nó không phổ biến và cũng không được nhiều người quan tâm đến, nên là cái đấy có hay không tùy mọi người thôi. Ý kiến của mọi người thế nào về vấn đề này hãy để lại bên dưới phần comment nhé. Cùng với đó, nếu mọi người quan tâm đến các phụ kiện thì mọi người nhớ là ở Mac One là có rất nhiều các phụ kiện cho MacBook đấy. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.